chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tuyệt chủng. Tuyệt chủng nghĩa là gì? Sự tuyệt chủng một loài động vật hoặc thực vật cụ thể xảy ra khi không còn cá thể nào của loài đó còn sống ở bất kỳ đâu trên thế giới. Loài đó đã chết, đây là một phần tự nhiên của quá trình tiến hóa, nhưng đôi khi sự tuyệt chủng xảy ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bình thường. Nguyên nhân nào gây ra sự tuyệt chủng? Con người có thể gây ra sự tuyệt chủng của một loài thông qua khai thác quá mức, ô nhiễm, phá hủy môi trường sống, đưa các loài xâm lấn, chẳng hạn như động vật ăn thịt mới, có đối thủ cạnh tranh thức ăn, săn mồi quá mức và ảnh hưởng khác, sự gia tăng dân số không bền vững và bùng nổ là nguyên nhân thiết yếu của cuộc khủng hoảng tuyệt chủng. Ví dụ về sự tuyệt chủng là gì? Sự tuyệt chủng là một cách giải thích trong tâm lý học. Tuyệt chủng đề cập đến sự suy yếu dần dần của phản ứng có điều kiện dẫn đến hành vi giảm hoặc biến mất. Nói cách khác, hành vi có điều kiện cuối cùng sẽ dừng lại. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn đã dạy con chó của mình bắt tay. Sự tuyệt chủng ảnh hưởng đến con người như thế nào? Khi các loài biến mất, các bệnh truyền nhiễm gia tăng ở con người và khắp vương quốc động vật. Do đó, sự tuyệt chủng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cơ hội sống sót của chúng ta như một loài. Sự gia tăng bệnh tật và các mầm bệnh khác dường như xảy ra khi các loài được gọi là đệm biến mất. Điều gì xảy ra trong thời kỳ tuyệt chủng? Trong điều kiện cổ điển, sự tắc xảy ra khi tính kích thích có điều kiện được áp dụng lặp đi lặp lại mà không được ghép nối với kích thích không được điều chỉnh. Theo thời gian, hành vi đã học ít xảy ra hơn và cuối cùng dừng hoàn toàn và kích thích có điều kiện trở lại trung tính. Tác dụng phụ của sự tuyệt chủng là gì? Các phát triển hiện từ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cho thấy rằng việc điều trị bằng phương pháp tập mở có thể tạo ra các tác dụng phụ bất lợi. Hai trong số này thường được ghi nhận là sự gia tăng tần suất phản ứng mục tiêu, sự bùng nổ tuyệt chủng và sự gia tăng sự xâm lược, sự gây hấn do sự tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng có phải là một quá trình tự nhiên không? Sự tuyệt chủng là một quá trình tự nhiên. Các nhà khoa học ước tính rằng có tới 98% số loài từng sống hiện đã tuyệt chủng. Tuyệt chủng là hàng loạt, là nơi một số lượng lớn các loài biến mất trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tại sao việc cứu động vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng lại quan trọng? Hệ sinh thái lành mạnh phụ thuộc vào các loài động thực vật làm nền tảng của chúng. Khi một loài nào đó trở nên nguy cấp, đó là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái đang dần dần tan rã. Mỗi loài bị mất đi sẽ dẫn đến sự mất đi của các loài khác trong hệ sinh thái của nó. Con người phụ thuộc vào hệ sinh thái lành mạnh để làm sạch môi trường của chúng ta. Những loại hành vi nào có thể khả năng chống lại sự tuyệt chủng cao nhất? Sự tắt của một hành vi da cố xảy ra tại một số thời điểm sau khi da cố dừng lại, và tốc độ mà điều này xảy ra phụ thuộc vào lịch trình da cố. Trong số các lịch trình tăng cường, tỷ lệ thay đổi là khả năng chống lại sự tuyệt chủng cao nhất, trong khi khoảng thời gian cố định là dễ dàng nhất để cập dập tắt. Sự tuyệt chủng ảnh hưởng đến hệ sinh thái như thế nào? Khi một loài săn mồi tuyệt chủng, tất cả con mồi của nó đều được giải phóng khỏi áp lực săn mồi đó và chúng có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái. Ví dụ, nếu có quá nhiều hưu, chúng thực sự có thể thay đổi hệ sinh thái vì chúng có thể phá hủy rừng và chúng cũng mang bệnh. Hệ sinh thái ảnh hưởng đến con người như thế nào? Các tác động trực tiếp đến sức khỏe con người có thể xảy ra nếu các dịch vụ hệ sinh thái không còn đủ để đáp ứng nhu cầu xã hội. Một cách gián tiếp,
những thay đổi trong các sinh vụ dịch vụ hệ sinh thái ảnh hưởng đến sinh kế, thu nhập, di cư địa phương và đôi khi có thể gây ra xung đột chính trị. Hệ sinh thái là gì? Tại sao nó rất quan trọng đối với chúng ta? Là một xã hội, chúng ta phụ thuộc vào hệ sinh thái lành mạnh để làm nhiều việc, để làm sạch không khí, để chúng ta có thể hít thở đúng cách, cô lập carbon để điều hòa khí hậu, chu trình chất dinh dưỡng để chúng ta có thể tiếp cận với nước uống sạch mà không còn tốn kém cơ sở hạ tầng, và thụ phấn cho cây trồng cho chúng ta để chúng ta không bị đói. Sự tuyệt chủng có phải là một hình phạt không? Tuyệt chủng không phải là hình phạt. Sự trừng phạt là một sự kiện. Khi bạn trừng phạt, bạn có thể thêm một thứ gì đó hình phạt tích cực, hoặc bỏ đi thứ gì đó hình phạt tiêu cực. Để ngăn chặn một hành vi, tuyệt chủng là một, không phải sự kiện. Bạn không thêm hoặc bớt, bạn chỉ đơn giản là không làm gì cả. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.